Dân chủ, hỡi các anh chị em máu thịt Việt Nam, chúng ta do dân tộc mà hình thành, vì dân chúng mà đấu tranh. Đứng dậy nay, tuy cho đến mãi mãi muôn muôn về sau, là màu mỡ cho đất đai, là kết tụ của tính Việt, là tự hào, là di sản cho con cháu. Tinh và hồn luôn luôn cùng sông núi. Sống thì phải cho lắm liên, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh. Giang sơn biến, toàn dân tham chiến, đồng một lòng lửa tiến kiêu hùng, đập tan sông lược mạnh đông, gái trai giữ vững non sông muôn đời, xương thịt nắm mỉm cười chín suối, hồn hăng say tiếp nối hy sinh, sông oanh liệt chết oai linh, lưu hương bất khuất vang danh xa gần. Vì tổ quốc vong thân đáng trọng, xác thịt tan danh sông dân thờ, voi hùng chết để cặp ngà, hồn thiêng xa bay nhưng ra vẫn còn lòng tưởng.
Trân trọng kính chào đồng bào và tất cả quý vị tướng lãnh, các giới chức thành viên đồng nhiệm, quý vị đại biểu trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Hôm nay là mùng 5 Tết Kỷ Hợi, cũng là ngày kỷ niệm vua Quang Trung đại phá quân nhà Thanh tiến vào Hà Nội. Chúng tôi rất là vinh dự thay mặt cho tất cả nội các và thành viên đồng nhiệm và quý vị đại biểu trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để ngỏ lời chúc Tết chào mừng đồng bào Việt Nam trên khắp thế giới. Tiếp sau đây, chúng tôi xin kính chúc cho đồng bào một năm mới được sức khỏe, khang an và mọi sự mong ước được thành đạt, để cùng với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời tiến vào những bước cuối cùng trong sứ mạng dẹp bỏ tà quyền cộng sản tại Việt Nam và ngăn chống tàu cộng xâm lấn nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Sở dĩ chúng tôi chọn ngày mùng 5 để thưa chuyện cùng đồng bào, cũng để chúc mừng, chúc Tết đồng bào, vì đó là ngày mà dân quân nhà Nguyễn, vua Tây Sơn đã dẹp bỏ được giặc ngoại xâm, lấy lại Giang Sơn của chúng ta trong tay Tào Cộng. Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có con người tuyệt vọng mà thôi. Cho nên, nhân ngày đầu năm, chúng tôi muốn trân trọng kính gửi đến đồng bào lời chào thân ái, cùng nhau quyết tâm tiến bước tới những bước tương lai tốt đẹp đang chào đón, đang mở ra một sinh lộ cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Như quý vị và các bạn đã biết, Tổng thống Donald Trump, Tổng thống của đệ nhất cường quốc Hoa Kỳ trong năm 2018 đã thể hiện chiến lược toàn cầu đang dần ngăn chặn các cái sự phát triển xâm lăng theo cái mộng ước của bọn đầu sỏ Tàu Cộng. Nếu chúng ta nhìn vào lịch sử trong năm 2018 thì tất cả các thế tiến công, những âm mưu của Tàu Cộng tại Đông Nam Á đã bị chặn đứng. Thứ nhất là gọng kềm sát nách của Việt Nam chúng ta, đó là Bắc Hàn đang chờ đón một cuộc thỏa hiệp rất là tốt đẹp nhìn về phía các nước tự do. Tại sao mà Tổng thống Donald Trump phải chọn Việt Nam để làm nơi gặp gỡ với Bắc Hàn? Đó cũng là một cái dấu hỏi, cũng là sự thắc mắc của một số đồng bào Việt Nam chúng ta. Chúng tôi xin tạm giải thích như sau. Chính phủ Hoa Kỳ có nhiều lý do, nhưng một trong những lý do để chính phủ Hoa Kỳ chọn đất nước Việt Nam làm nơi gặp gỡ của lãnh tụ Bắc Hàn, thứ nhất là để cho những đầu sỏ cộng sản Việt Nam thấy rằng chính phủ Hoa Kỳ, nhân dân Hoa Kỳ và các nước tự do trên thế giới có tấm lòng độ lượng, bác ái vô biên, sẵn sàng chừa một sinh lộ cho tất cả những quốc gia nào đã lầm lỡ theo cộng sản, kể cả những nước từng là thù nghịch với Hoa Kỳ cũng nhận được ân huệ để trở về con đường ngay nẻo tránh. Mà nước Việt Nam đang bị bọn cầm quyền cộng sản phải noi theo gương đó. Thứ hai, chính phủ của Tổng thống Donald Trump cũng muốn cho những người đầu sỏ cộng sản thấy rằng
Hoa Kỳ không phải là một nước thù địch. Vì theo lịch sử và trong hiện tại, chúng ta thấy rằng tất cả những quốc gia chống lại Hoa Kỳ, kể cả Nhật Bản, cũng đã trở thành một cường quốc sau khi được Hoa Kỳ giúp đỡ. Vậy thì những đầu sỏ cộng sản Việt Nam đừng ngần ngại, đừng lo sợ, lúc nào cũng coi Hoa Kỳ là một nước thù địch. Vì chính sách nhân đạo độ lượng của Hoa Kỳ đến để giúp đỡ đất nước và nhân dân Việt Nam, đồng thời sẵn sàng chừa cho các đầu sỏ cộng sản Việt Nam có một sinh lộ. Một điểm nữa mà chính phủ của Tổng thống Donald Trump đã chọn Việt Nam để làm nơi thương thảo của Bắc Hàn, cũng để cho Tàu Cộng biết rằng dù cho bao nhiêu sự mua chuộc thì với cái đường lối chính nghĩa, nhân đạo của Hoa Kỳ và các nước đồng minh có thể biến được một cái nước Bắc Hàn đang là một nước thù địch cũng có thể trở thành một quốc gia anh em của những nước văn minh nếu họ biết chọn một con đường chính nghĩa đứng đắn để đi theo. Đó là một sự lãnh đạo sáng suốt đặc biệt của Tổng thống Donald Trump nói riêng. Nhân ngày đầu năm hôm nay, chúng tôi muốn nhắn gửi đến tất cả những đoàn thể, những cá nhân đang chống đối chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, biết rằng đừng bao giờ chúng ta đi vào tương lai bằng những bước thụt lùi. Anh chị em phải hiểu rằng cả một hệ thống của Tàu Cộng, âm mưu của Tàu Cộng dàn dựng làm thành cái mạng lưới bao chung quanh cái nước Việt Nam chúng ta cho đến nguyên cái phần Đông Nam Á đã bị chính phủ Hoa Kỳ và các nước văn minh trong khối tự do đã giải trừ. Nếu anh chị em để ý, tất cả mọi người để ý, tất cả các tướng lãnh nếu để ý vào thời cuộc, thì chúng ta sẽ thấy trong năm 2018 là chính phủ Hoa Kỳ đã lần lượt giải quyết những quốc gia theo vòng cung từ Đài Loan vòng xuống Đông Nam Á qua cho đến Ấn Độ, là cái vòng cung mà nhà cầm quyền cộng sản Tàu Cộng toan tính để biến thành những quốc gia lệ thuộc và chế độ cộng sản như họ đã dựng lên tại Malaysia, là một chính phủ theo sự mua chuộc, theo sự dẫn đạo của Tàu Cộng bằng cách ngày 5 tháng 5 năm 2018, thủ tướng của Mã Lai là Najib Razak đã bị trút phê. Đó là một con cờ quan trọng của Tàu Cộng đã bị trút phê. Cùng lúc đó thì chúng ta thấy nước Sri Lanka, như điều tra của báo New York Times ngày 25 tháng 6 năm 2018 cho thấy, trong chiến dịch bầu cử Sri Lanka năm 2015, tên Raja Paksa đã ăn tiền của Trung Cộng để dựng lên một chế độ nghiêng về Tàu Cộng bằng cách nhượng cho cảng quan trọng của quốc gia Sri Lanka là Hamba Tota. Nhưng mà chúng đã làm. Trong năm 2018 thì tên Raja Paksa đã thua ứng cử viên Sirisena. Đó, anh em đồng bào đã thấy là cái vòng cung của Tàu Cộng chuẩn bị từ Philippines, Mã Lai, Ấn Độ, Sri Lanka là một cái vòng cung bao vây Đông Nam Á, và cuối cùng chúng dự định là biến cái nước Việt Nam chúng ta thành một quận lỵ của Tàu, thì chúng sẽ nuốt trọn Đông Nam Á. Nhưng kính thưa đồng bào, kính thưa quý vị tướng lãnh, tất cả quý vị đồng nhiên, thành viên đại biểu trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời,
chúng ta thấy rằng âm mưu của Tàu Cộng đã bị Hoa Kỳ và các nước tự do, đặc biệt dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump trong năm 2018, bằng một sự lãnh đạo sáng suốt, tuyệt vời, tất cả âm mưu Tàu Cộng đã tan thành mây khói. Ngay cả trong vấn đề nước ngay bên cạnh sườn của nước Việt Nam chúng ta, dưới sự lãnh đạo của Duterte, Tổng thống Duterte, chúng ta thấy vào tháng 10, ngày 23 tháng 10 năm 2018, Tổng thống Duterte đã lên tiếng là sẵn sàng ban giao với Hoa Kỳ. Nếu anh chị em, nếu đồng bào, quý vị tướng lãnh có thấy rằng trước đó Tổng thống Duterte đã từng hợp tác với Tàu Cộng và coi Hoa Kỳ là một nước thù địch. Nhưng tới ngày 23 tháng 10 năm vừa rồi, tức là năm 2018, ông ta đã tuyên bố sẵn sàng để trở lại làm việc với chính phủ Hoa Kỳ. Đó là chúng ta thấy một sự tuyệt diệu. Chỉ trong vòng năm 2018, thì cái vòng cung Đông Nam Á, từ nước Phi Lục Tân đến Mã Lai, đến Sri Lanka, là tất cả đã có một sự thay đổi theo cái chiến lược của Tổng thống Donald Trump. Nhân đây chúng tôi muốn nói đến tình hình của nước Việt Nam. Như câu mở đầu, chúng tôi có nhắn gửi đến đồng bào rằng đừng bước vào tương lai bằng cách đi thụt lùi. Tuy rằng trong một số bệnh tình thì có những bác sĩ có khuyên chúng ta, nếu đi bộ nhiều thì có lúc chúng ta nên đi thụt lùi để tránh bệnh bị bong gân, hay là những cái bệnh mỏi thân chân, hoặc là bị chuột rút. Nhưng mà kính thưa quý vị, đó là đi bộ để thể thao, còn tương lai của một đất nước không thể nào đi bằng những bước thụt lùi, kính thưa quý vị và tất cả các bạn. Nhân đây chúng tôi cũng xin mượn cái diễn đàn này để giảng giải cho toàn dân biết cái thế chiến lược tất yếu và tất thắng của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời và đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, nhất định song hành cùng Hoa Kỳ và các nước tự do để giải thể chế độ tà quyền cộng sản tại Việt Nam bằng những bước ngoạn mục, ôn hòa theo chiến lược, chính lược và sách lược của Việt Nam Tân Dân Chủ, của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam Cộng Hòa do chúng tôi lãnh đạo. Mà chắc chắn trong năm 2018 này, 2019 này và 2020 là 3 năm có sự biến chuyển đặc biệt vì tình hình của nước Việt Nam chúng ta. Nếu mà chúng ta có đọc, chúng ta không có hoàn toàn tin vào sấm ký nha. Chúng ta là những người hữu thần, luôn luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự hướng dẫn của Thượng Đế, của Trời Phật. Nhưng mà chúng ta cũng đem một số sấm ký viết sẵn từ hơn 500 năm nay đã nói rất rõ về cái tình hình chính trị sẽ thay đổi tại Việt Nam. Năm chó là năm tuất, là năm ngoái, năm 2018 là nó xảy ra những cái biến động mà chúng ta thấy cũng là năm mà tất cả những tàn dư, những tay sai Việt gian, Cộng sản Việt Nam và Tàu Cộng cũng đã dồn sức để đánh phá chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời một cách khốc liệt. Để rồi, như một số anh chị em, nhân sĩ, trí thức và những nhà yêu nước đã nói, Việt gian, Cộng sản và Tàu Cộng đánh vào phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ, thì phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ đã đứng ra thành lập được chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, tức là một quốc gia trong một quốc gia. Và cá nhân chúng tôi đã nhận được những công hàm chính thức từ những vị lãnh đạo hàng đầu của đệ nhất cường quốc Hoa Kỳ, Quốc hội Hoa Kỳ và Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ. Và năm 2018,
thì họ dồn mọi sức lực, mọi nỗ lực, thậm chí phải dùng những người mặc lấy cái áo Việt Nam Cộng Hòa để đánh phá, để quậy phá chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Rồi kết quả ra làm sao? Là kết quả chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đã thành lập được nền móng của đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, và chúng tôi được toàn dân tín nhiệm và lá phiếu trưng cầu dân ý để đứng ra nhận trọng nhiệm tổng thống của nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Điều đó để nói cho chúng ta thấy là chó tuy nó sủa nhưng mà nó lại là sủa để mừng Chúa, mừng Chúa mới, chó mừng tân chủ. Có nên chúng ta nên tha thứ, bỏ qua đi, vì tất cả những cái lực lượng đang chống đối chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời thật sự không có giá trị gì cả và không đáng để chúng ta nghĩ tới là một lực lượng. Vì thật sự lực lượng mà chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đương đầu chính là tà quyền cộng sản Việt Nam và bọn Tàu Cộng xâm lược, chứ không phải là những người mà trong sấm nói họ chỉ là chó mừng tân chủ, chó mừng tân chủ sủa trung, sủa còn trung nữa, và để thúc đẩy cho chúng ta bước qua năm 2019 bằng câu sấm rất kỳ diệu trong nhân gian, đó là lợn kia ủng ỉnh, ngao du đầy đường. Anh chị em sẽ thấy trong năm 2019 là sẽ có rất nhiều phái đoàn của Hoa Kỳ và quốc tế sẽ đến Việt Nam, và trong đó đương nhiên có những phái đoàn của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Một tin mừng mà chúng tôi cũng rất là vinh dự để công bố cho người dân, cho toàn dân được biết là quốc tế, Liên Hiệp Quốc đã hỗ trợ cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tiến những bước quan trọng nhằm tái thiết đất nước. Ngân khoản mà chúng tôi sẽ nhận được, nếu dòm, nếu tính thì cũng khá lớn, mà nhiều thì cũng không gọi là nhiều. Vì thật sự với mười mấy ngàn triệu đô la của quỹ Liên Hiệp Quốc nhằm tái kiến thiết nước Việt Nam là tạm thời là 18 kế hoạch, 18 dự án để mà chúng tôi thực hiện tại Việt Nam. Trong đó Liên Hiệp Quốc đã thực hiện được 4 dự án, còn lại 14 cái dự án mà chúng tôi nghĩ rằng các giới chức, các vị tướng lãnh, các vị đại biểu trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời sẽ những ngày tới sẽ giảng giải cho đồng bào, và chúng tôi cũng cầu mong đồng bào cố gắng giúp đỡ cho những kế hoạch, cho những dự án chúng tôi muốn làm, muốn phục vụ cho đồng bào tại Việt Nam được có kết quả khả quan. Như chúng tôi đã từng thưa chuyện với đồng bào rằng dân chi sở ố, ố chi dân chi sợ ai, ai chi. Lúc nào chúng tôi vẫn coi mình là những đôi giày để phục vụ cho toàn dân. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam Cộng Hòa được thành lập không phải để cai trị mà là để phục vụ cho toàn dân Việt Nam. Chúng tôi rất ước ao và mong mỏi đồng bào phải thử cái đôi giày của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, vì cái đôi giày của cộng sản đã rất nát, tồi tệ, cũ rồi nha. Và không những nó dùng cái đôi giày đó không phải để cho đồng bào mang vào chân, mà nó dùng những đôi giày đó cũ rách nát dơ bẩn đó để chà đạp, để đá, để đánh vào mặt của đồng bào quốc dân Việt Nam. Cho nên đồng bào Việt Nam phải tỉnh thức, không thể nào chấp nhận cho một bọn tay sai Tàu Cộng khống chế đất nước gần một thế kỷ nay mà chúng ta vẫn cúi đầu
ngậm miệng để tuân theo một bè lũ mà chúng ta đã nhận bấy bao cái đau khổ từ cái tập đoàn cầm quyền thối nát này, đầy tham nhũng và thối nát này nhé. Tôi kính mong đồng bào nên thử đôi giày của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời bằng cách mạnh mẽ tham gia trưng cầu dân ý. Đó là một hệ thống tinh vi, khoa học tuyệt vời, kín đáo và an toàn cho những nhà chuyên gia, kỹ sư Việt Nam đã cống hiến cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Và đó cũng là những điều kiện tất yếu để chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời nhận được mệnh lệnh từ toàn dân để tiến hành những dự án, những công tác, kể cả việc tiến vào Liên Hiệp Quốc để giải thể tà quyền Cộng sản Việt Nam mà không cần phải giấy động can qua, vì có sự song hành giúp đỡ của đệ nhất cường quốc Hoa Kỳ và 28 quốc gia Liên Hiệp Âu Châu. Mà ngày hôm nay tuy còn 27 nước nhưng Anh Quốc vẫn sẵn sàng giúp đỡ cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Đây là tin vui cho đồng bào Việt Nam trên toàn thế giới. Và mặc dù chúng ta vẫn còn lác đác vài trận mưa xuân, chúng tôi cho rằng những em, các cháu vì thiếu trí khôn, vì chưa hiểu được thời sự, chưa nắm được tình hình diễn biến trên toàn thế giới, nên cũng có những lời quậy phá chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Nhưng chúng tôi là những người đầy kinh nghiệm để đương đầu với tà quyền Cộng sản Việt Nam, với những vị tướng lãnh, những đại biểu, những thành viên cốt cán trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời có đầy đủ tư cách, có đầy đủ khả năng và tấm lòng chân thành cống hiến cho toàn dân Việt Nam. Và với sự cống hiến chân thành đó là một quốc lực để chiến đấu tà quyền Cộng sản Việt Nam. Cho nên những câu, những lời nói quậy phá cho dù dưới hình thức nào cũng chỉ là những trận mưa xuân làm cho chúng tôi tươi mát thêm mà thôi nhé. Kính thưa quốc dân đồng bào Việt Nam, có những người đặt ra câu hỏi rằng chính phủ này không thấy có quân, không thấy có tiền, còn ngày hôm nay còn chưa hiện diện tại Việt Nam thì lấy gì mà làm giải thể cái chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam? Thì nhân đây, trong cái cơ hội đầu năm, thì chúng tôi cũng xin trình lên cho đồng bào một cách rõ ràng, hiểu cho thấu đáo, là quý vị có thấy rằng cái đệ nhất và đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa có gần 1 triệu quân, tất cả có những chiến sĩ, có những chiến sĩ, có những vị chỉ huy tài ba lỗi lạc, những chiến hữu, những chiến sĩ kiên trường, can trường, chiến đấu không mệt mỏi, không bao giờ chấp nhận đầu hàng địch quân, nhưng vẫn không có thể đánh ngã được tên Tào Cộng cầm đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đã nhờ ơn phước, nhờ cái tuệ phước, nhờ cái tuệ đức, nhờ sự đau khổ, nhờ sự giúp đỡ của đồng bào Việt Nam đã đánh động đến trời cao. Và trời cao đã ban cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời này được song hành, được vinh dự làm việc với chính phủ Hoa Kỳ để mang đến một kết quả rất khả quan, là chúng ta cùng những nhà ái quốc Việt Nam đã đánh bại, đã lật tẩy được tên Hồ Chí Minh tại Cơ quan Văn hóa Khoa học Liên Hiệp Quốc vào ngày 19 tháng 5 năm 1990 tại UNESCO, là Cơ quan Văn hóa Khoa học Liên Hiệp Quốc. Đó, tôi muốn, đồng bào muốn thấy được cái sức mạnh của chính phủ, đó chính là sức mạnh vô hình của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, mà hai đời
đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa là không có thể làm được. Điểm thứ hai, chúng tôi muốn chứng minh cho đồng bào và tất cả những tổ chức đoàn thể nào muốn đánh phá, muốn chống lại chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời phải thấy rằng chưa có một tổ chức nào thành lập được cái hồ sơ kiện tội ác 19 đầu sỏ Cộng sản Việt Nam và bọn Tàu Cộng xâm lược. Nhưng chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đã thực hiện được, đã đệ nạp được cái hồ sơ kiện Tàu Cộng và các đầu sỏ Cộng sản Việt Nam tại Tòa Hình sự Quốc tế, tức là International Criminal Court. Và chúng tôi đã có cái hồ sơ chấp nhận của Tòa Hình sự Quốc tế. Có nghĩa là sợi dây thòng lọng đã quàng vào cổ của bọn Tàu Cộng và bọn Cộng sản Việt Nam. Mà cái giờ rút cái dây thòng lọng đó là tùy thuộc vào Tòa Hình sự Quốc tế. Tuy nhiên, với cái hệ thống trưng cầu dân ý do chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời thành lập, chúng ta thấy rằng ngay cả những quốc gia văn minh tiên tiến trên thế giới cũng chưa thành lập được. Thì đó, để chứng minh cho quý vị, chính phủ này không cần phải đưa ra bao nhiêu quân lính, bao nhiêu tiền bạc, đứng bên cạnh Hoa Kỳ chụp những tấm hình cho đẹp, mà chúng tôi đang song hành một cách rất là mật thiết và chặt chẽ với chính phủ Hoa Kỳ để được giúp đỡ thành công những bước chiến lược như vậy. Vũ khí trưng cầu dân ý là một vũ khí vô hình, khoa học, tinh vi mà chúng tôi đệ trình cho quốc dân đồng bào Việt Nam, mà mỗi người trong quý vị, trong anh chị em có thể hợp lực với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, không phải là 5 ngày, 5 tháng, 5 năm, mà chỉ cần 5 phút thôi là anh chị em có thể tham gia vào công cuộc trưng cầu dân ý để quyết định vận mệnh và tương lai của quốc gia Việt Nam. Thì những người nào thì bất cứ lý do nào không tham gia trưng cầu dân ý, đó là những trở ngại cho chúng ta, đó là những trở lực cho chúng ta. Cho dù họ nhân danh bất cứ lý do nào, trong lúc tất cả các đoàn thể chính trị, tất cả các đoàn thể đấu tranh cho dưới danh nghĩa nào, cũng chưa có một sách lược nào để triệt hạ Cộng sản Việt Nam và ngăn chống Tàu Cộng. Nhưng chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đã đưa ra những phương pháp rất nhẹ nhàng, hữu hiệu để triệt hạ chế độ tà quyền Cộng sản tại Việt Nam và ngăn chống không cho Tàu Cộng xâm lược đất nước chúng ta. Thì tại sao không làm? Chúng ta, người dân Việt Nam phải tự hỏi mình, chính phủ chỉ cống hiến cho toàn dân, nhưng tương lai của quốc gia phải do toàn dân quyết định, không phải là chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam Cộng Hòa quyết định. Do đó, tôi rất mong mỏi đồng bào phải cố gắng tham gia trưng cầu dân ý. Chỉ cần 5 phút sử dụng phone cầm tay tự động, dùng iPad, notebook, máy computer, tất cả chúng ta có thể sử dụng được. Nếu đồng bào nào nghèo, những cái vùng xa xôi hẻo lánh, không có phương tiện, thì chúng tôi đã gửi về những cái đợt cung cấp, đợt 1 để tạm sử dụng. Và chúng tôi sẽ tiếp tục gửi thêm những cái đợt kế tiếp để giúp cho đồng bào và chỉ cho đồng bào cách sử dụng phone cầm tay để trưng cầu dân ý. Chúng tôi cũng nhân cái cơ hội này mong mỏi quý vị đại biểu, những nhà yêu nước,
những người đấu tranh, nếu biết học được cái phương pháp trưng cầu dân ý bằng phôn cầm tay, cũng nên cố gắng giúp đỡ cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để chúng ta cùng thực hiện cái kế hoạch có được trên 5 triệu phiếu trưng cầu dân ý theo sự yêu cầu của chính phủ Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc. Đó là ngày chúng ta sẽ tiến vào Liên Hiệp Quốc để khai mở trở lại Hiệp định Paris năm 1973 và Hiệp định Genève năm 1954. Trong lúc mà đất nước chúng ta đã đi tới cái sự cùng cực của sự đau khổ, tiếng oán than của đồng bào Việt Nam và thấu tận trời xanh, trời cao có mắt, đã giúp cho chúng tôi, giúp cho chúng ta có trí tuệ và trí huệ để song hành với chính phủ Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc, đồng thời đưa ra những chiến lược có tính cách toàn diện và triệt để triệt tiêu chế độ tà quyền cộng sản tại Việt Nam, thì tại sao chúng ta không cùng nhau tham gia? Đó, những người dân Việt Nam phải tự mình hỏi mình, tự mình nghĩ về chính mình. Nhân cơ hội này, chúng tôi cũng kêu gọi tất cả những cán binh bộ đội cộng sản Việt Nam, các anh chị em hiện nay với số quân trên nửa triệu nhưng tinh thần chiến đấu không còn, mà những cấp chỉ huy bây giờ chỉ là một tập đoàn tham nhũng thối nát, không đủ uy tín và khả năng để điều động, để lãnh đạo đất nước. Do đó, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời bằng đường lối nhân đạo, độ lượng, sẵn sàng bỏ quên quá khứ để cùng nhau tiến vào tương lai. Chính các anh chị em, những bộ đội, đảng viên cộng sản Việt Nam cũng có trách nhiệm để cứu nước. Các anh chị em đã tuân theo, đã noi theo, đã nghe lời đảng cộng sản Việt Nam và tên Hán Giang Hồ Chí Minh quậy phá, làm cho đồng bào Việt Nam chúng ta quá đau khổ triền miên bao nhiêu năm nay. Đã đến lúc các anh chị em phải tỉnh thức, chỉ cần 5 phút thôi, 5 phút chọn lựa có tính cách quyết định, không phải một công việc khó khăn, mà chỉ trong sự suy nghĩ, trí óc, trí tuệ của anh chị em thấy ra được chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đã có một đường lối nhân đạo, một sách lược chính thống và đầy chính nghĩa. Đường lối chủ trương của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời gần 30 năm nay không hề thay đổi. Việt Cộng, nếu bỏ Cộng còn Việt thì người Việt và người Việt không bao giờ hận thù chém giết lẫn nhau. Anh chị em đã lầm đường lâu rồi. Ngày xưa tôi cũng là một quân nhân, nếu chúng ta gặp nhau trên trận địa chắc chắn sẽ quyết liệt hơn thua. Nhưng bây giờ trong cương vị là một người lãnh đạo quốc gia, chúng tôi kêu gọi và sẵn sàng để các anh chị em trở lại hàng ngũ của dân tộc, để cùng nhau chúng ta xây dựng đất nước, xóa đi những đau khổ, đớn đau, nghiệt ngã mà đồng bào Việt Nam thân yêu của chúng ta phải gánh chịu. Trong những ngày tháng tới đây, chúng tôi hy vọng đồng bào và tất cả những người trong quốc nội, kể cả những tổ chức dân sự, những tổ chức có danh nghĩa là dân chủ, là tranh đấu, là vì cái quyền lợi của đất nước, hãy sẵn sàng để giúp đỡ, đặc biệt là đồng bào Việt Nam trên toàn thế giới, sẵn sàng giúp đỡ cho phái đoàn chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời sẽ trở về nội địa để làm công tác dân sự vụ, tức là civic action, để giúp đỡ, cố gắng tái thiết từng phần của đất nước Việt Nam. Chúng tôi đang song hành với Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc, nhận được các kế hoạch để trở về xây dựng đất nước.
nhưng tiến hành chắc chắn còn những khó khăn nếu không được sự trợ giúp của đồng bào, của tất cả những nhà trí thức, những nhà khoa bản. Do đó, hôm nay là ngày đầu năm, cũng là, xin lặp lại, là kỷ niệm vua Quang Trung đại thắng quân nhà Thanh, lấy lại Thăng Long, thì chúng tôi cũng trong tinh thần đó kêu gọi tất cả những người Việt Nam sẵn sàng chờ đón một ngày mới, sẵn sàng để hợp tác, cộng tác với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, và chúng ta sẽ nâng ly rượu mừng xuân đúng như chúng tôi đã tiên liệu 30 năm trước. Xin đầu năm chúc cho toàn dân câu thơ: đường đời lộng gió, nước trao giao, dân tấm lòng son chẳng tự hào, tổ quốc hai vai lòng trúc bạch, giang sơn một gánh dạ hồng đào, tri âm cụ ước cùng chung sức, minh đạo tân dân tụ đỉnh cao, hữu chí cánh thành cơ nghiệp tạo, toàn dân hiệp lực khải hoàn khao. Trân trọng kính chào đồng bào và cầu xin Thượng Đế ban phước lành cho tất cả đồng bào và anh chị em chúng ta. Trân trọng. Quên thân mình ngày ngày chung lo việc nước, một lời thề vì dân chiến đấu không ngại ngùng, vì nước hy sinh cho muôn đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam đào minh quân, dân đang chờ ngày vui no ấm, xóa tan bao nỗi lầm than. Việt Nam đào minh quân xây dựng.